Ok. Skill độc quyền chinh phục đồng phân ETE đa chức từ thầy Minh Berlin bắt đầu. Nhưng mà trước khi chúng ta làm cái skill độc quyền, chúng ta cần phải nắm được kiến thức bản chất của ETE. Thì trong này thầy đã có một vài cái câu lý thuyết cơ bản mà các bạn và các em rất hay gặp. Và chúng bạn cùng các bạn và các em cùng comment đáp án nhé. Cùng comment đáp án với thầy để xem là những bạn nào là fan cứng nhất, là fan trung thành nhất của thầy, được không ạ? Theo nguyên lý của thầy Minh, một lần comment là một lần nhớ. Nếu mà chúng ta bị sai 10.000 lần thì chúng ta sẽ trở thành thiên tài. Rồi, mình bắt đầu ạ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. Trong đề thi thử Trung học phổ thông quốc oai năm 2022 lần 1, tất cả những câu trong này đều là những câu mà thầy trích ra từ những cái đề thi thử của các cái trường nổi tiếng nhá, sát nhất với cấu trúc thi của các em. Metin acetat có công thức cấu tạo là đấy, có bạn nam học offline của thầy Minh, bạn ấy bị mất gốc và 11 năm rồi bạn ấy không học hóa. Và khi bạn ấy học lại với thầy Minh thì hôm nay bạn ấy đã nhắn tin cho thầy và bạn ấy thông báo là thầy ơi, em đúng theo phương pháp của thầy và em đã gọi được tên ET. Thế thì các em ạ, có rất nhiều bạn bây giờ lớp 12 rồi, có khi các bạn ấy còn không biết gọi tên ET ấy. Và gọi tên ET nó là ngưỡng cửa đầu tiên để chúng ta chinh phục được cái chương đầu tiên của học lớp 12, rất quan trọng. Metin acetat thì đầu nó là đầu set 3 đúng không? CH3COOCH3 các em nhá. Đáp án đúng rồi, đáp án D. Rồi, thầy chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em comment nhiệt tình lên nhá. Một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho các em trong buổi học ngày hôm nay. Câu số 2 ạ. Nào, câu số 2 trong đề thi thử của Sở Hà Nội năm 2022 ạ. Tên gọi của ET này là gì? Úi giời ơi, tên gọi ET là gì? Thầy Minh có tên 20 cái axit cần nhớ. Thầy Minh có tên 10 gốc cần nhớ. Và những cái này nó là bổ trợ cho tất cả các bạn và các em để làm nền tảng chúng ta gọi được tên ET. Gọi được tên ET chúng ta học được xong cái chương ET ấy thì sau đó cái chương carbohydrate, cái chương amino acid, peptide, protein, polymer học nó dễ dàng luôn. Còn nếu không học được chương ET. Có nghĩa là đầu mà xuôi thì đuôi mới lọt, nhưng mà đầu mà không xuôi thì đuôi không lọt ở đâu các em ạ. Đấy. Nào, tên gọi của este CH3, CH2, CO, CH3. Metin gì ạ? Propionate nhá. Đáp án đúng đáp án A. Thầy đang nhìn thấy rằng là có khá nhiều bạn đang theo dõi buổi live nhưng rất ít comment về gọi tên. Các em ơi, bao nhiêu bạn không biết gọi tên ạ? Những bạn nào không biết gọi tên giơ tay để thầy biết được không ạ? Những bạn nào mà thực sự nhìn vào những cái tên này này, những tên dễ này mà không biết gọi tên ạ, comment xuống dưới để thầy trợ giúp được không? Rồi đây này, úi rồi nhiều bạn không biết gọi tên lắm. Úi rồi ôi. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà, rất nhiều bạn không biết gọi tên ạ. Ok, chờ đợi phần quà hôm nay nhá. Thầy sẽ có một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho tất cả những bạn mất gốc nhá. Món quà này nó mang tên là chinh phục ST chỉ trong 7 ngày. Chinh phục ST chỉ trong 7 ngày. Rồi. Rồi ạ. Nào, câu số 3. ST nào sau đây có rất nhiều anh chị ạ, có rất nhiều anh chị chỉ coi like của thầy mình thôi mà đã lên được 8,75 điểm và thầy rất mong muốn là thầy trợ giúp cho tất cả các bạn và các em trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới đạt điểm cực kỳ cao. Câu số 3, ST nào sau đây không điều chế được bằng phản ứng ST hóa? ST nào sau đây ạ? Không điều chế được bằng phản ứng ST hóa. Câu này rất hay luôn. Câu này câu khoai đấy. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó xuất hiện trong đề thi thử của Sở Hà Nội năm 2022. Thầy nghĩ rằng là ở bên trong cái câu này này rất nhiều bạn không giải được, bởi vì các bạn học kiến thức lý thuyết không nắm chắc, các bạn chỉ có chăm chăm làm vào bài tập thôi. Các bạn cứ nghĩ rằng là thi là bài tập. Và các bạn chỉ chăm chăm vào làm bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao và các bạn quên mất những câu lý thuyết dễ. Được chưa? Nào, đây này, rất nhiều bạn đang tiếc đây này, học thầy muộn nên không đăng ký học được đây này. Đấy. Nào mình có ST nào sau đây không được điều chế thì nó là ST của vinin. ST của vinin tại vì là nó không có ăn côn vinin. Tại vì cái anh ăn côn này không tồn tại. Đúng không? Không tồn tại nên không thể điều chế được bằng phản ứng ST hóa. Vì ST hóa là nó phải chơi là gì ạ? Nó phải chơi theo kiểu là ăn côn tác dụng axit cơ. Nên đáp án đúng là đáp án này. Nhá. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Xà phòng hóa HCOOCH5 trong dịch náo bắt đun nóng thu được muối có công thức là nào, phản ứng xà phòng hóa. Xà phòng hóa là một trong số những phản ứng quan trọng nhất trong chương trình hóa học lớp 12 mà các em cần phải nắm được. Bắt buộc phải nắm được nhá. Đây là một trong những phản ứng quan trọng bậc nhất.
Nhưng mà nếu mà các bạn đang coi buổi học ngày hôm nay mà chưa nắm được, không sao ạ. Tí nữa thôi để mình sẽ có phương pháp để giúp tớp, giúp đỡ cho các em. Nào, xà phòng hóa. Đây ạ, HCOOC2H5 cộng với NaOH thì tạo thành HCOONa cộng với lại C2H5OH, được không ạ? Vậy muối chúng ta sẽ là HCOONa các em nhá. Đây, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. Nào, câu số 5 ạ. Câu số 5 đây là coi như một cái câu và kiểm tra kiến thức cũ, xem là bao nhiêu bạn nhớ cái phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 kinh điển của thầy mình, chuyên giải cho những cái câu kinh điển như thế này. Có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Có bao nhiêu bạn, có bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay chưa từng được nghe đến phương pháp tìm đồng phân siêu kinh điển của thầy mình 3, 4, 5, 2, 4, 8 ạ? Nào, điểm danh thì thầy nghe được không? Bao nhiêu bạn chưa từng được nghe đến phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 ạ? Giơ tay cái xem nào. Đây là phương pháp cực kỳ kinh điển để giải các cái câu đồng phân cực kỳ xịn sò. Nào, đồng phân đơn chức. Chú ý của thầy Minh là đồng phân đơn chức sẽ xét đồng phân axit và đồng phân este, đúng không các em? Bây giờ C5H10 O2 bao nhiêu đồng phân axit thì mình sẽ có là C4H9COOH, đúng không ạ? C4H9 mình đếm này, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 4 sẽ có 4 đồng phân axit. Kinh dị chưa? Kinh dị chưa? Những bạn nào chưa biết thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy nhá, để được gửi video este. Bởi vì những cái này thầy đã dạy từ trước rồi, thầy sẽ gửi video cho các em. Este là nhìn với cái kinh điển này, R1 cộng R2 bằng 4, 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2, chỉ có 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2, 4 có 4, dưới cộng trên nhân 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9 đồng phân este, 9 cộng 4 bằng 13, đáp án đúng đáp án C. Các bạn thấy không ạ? Đây là phương pháp cực kỳ kinh điển. Và thầy biết rằng là có rất nhiều bạn chưa từng nắm được phương pháp này. Thầy biết vậy. Các em ơi, những bạn nào chưa biết, inbox cho fanpage ngay nhá, để nhận được video. Ok không ạ? Rồi, inbox cho fanpage, được không ạ? Thế thì các em thấy không ạ? Bởi vì thầy đã dạy rồi nên nhiều bạn chưa biết. Nhưng đặc biệt nhất trong cái ngày hôm nay, để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em, để giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em nhá, đây, thì thầy Minh sẽ khai giảng một khóa học 7 ngày chinh phục este từ mất gốc, để làm nền tảng cho tất cả các bạn và các em chuẩn bị bước vào một cái ngày khai giảng cực kỳ đẹp nhất, học ổn nhất. Và sau một cái mùa hè, chúng ta đứng lên top 1 của lớp luôn với những skill bá đạo của thầy. Khóa học mang tên 7 ngày chinh phục este từ mất gốc lên 89 cộng. Khóa học sẽ khai giảng từ ngày 29 tháng 7 năm 2023, nghĩa là một tuần nữa. Ở trong khóa học này, cái tên nó 7 ngày thì thầy sẽ có 7 buổi live chuyên sâu, 7 buổi live chuyên sâu để nắm gọn toàn bộ este vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Đấy, bao nhiêu bạn thích khóa học này điểm danh đi, bởi vì một món quà cực kỳ đặc biệt tí nữa tôi sẽ nằm trong tay của các em. Ở trong này thì mình sẽ dạy nhá, kiến thức từ nền tảng este dành cho những bạn mất gốc vẫn có thể học được. Các bạn cứ kêu mất gốc đi nhá. Với những thanh niên mất gốc không cần phải học lại từ 10, không cần phải học lại 11 đâu, chỉ cần học mỗi cái khóa 7 ngày chinh phục este của thầy thôi, làm được. Mọi dạng bài ở trong này thầy Minh sẽ chia dạng cực kỳ chi tiết cho các em nhá, lý thuyết nền tảng từ nhỏ nhất đến phức tạp nhất. Và đặc biệt hơn, trong đó thầy sẽ trang bị cho các em 3 skill giải độc quyền. Những bạn nào không biết 3, 4, 5, 2, 4, 8 sẽ dạy trong này. Những bạn nào không biết tìm đồng phân este đa chức sẽ làm trong này, và sẽ có một skill cực kỳ đặc biệt để giải những câu este mức độ vận dụng. Quá kinh khủng luôn. Và trong cái khóa này thầy dạy cho các em từ mất gốc lên giải được những câu este mức độ vận dụng cao. Mục tiêu ở đây, thầy sẽ giúp cho các em nắm chắc kiến thức phần este từ dễ đến khó để giải được mọi bài este. Các em ơi, khóa học này giá cực kỳ hạt rẻ nhá, nhưng mà nó chỉ dành cho những nào fan cứng của thầy Minh thôi. Những bạn chia sẻ lại like này.
nha. Ở trong này, thế thì tại sao chúng ta phải học cái chương ST này ạ? Bởi vì các em ạ, ST á, các bạn biết không, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. ST là chương đầu tiên hoặc lớp 12. Thế thì đa số tất cả các bạn đi học ấy thì các bạn đều có là gì ạ? Gặp ST khó quá thôi bỏ. Thế là bỏ, thế là mất gốc hóa học luôn. Thế là bỏ hóa luôn. Mà thực ra hóa là lấy điểm rất là dễ nhá. Thứ hai là ST nhá, là cái phần mà chiếm phần lớn trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Phần ST này chiếm 4 đến 6 câu cơ. Và cuối cùng ST là nền tảng để chúng ta có thể học tốt được tất cả các trường tiếp theo. Đấy, nội dung của thầy đó thì chúng ta sẽ có 7 buổi. Buổi đầu tiên là thầy dạy chúng ta cái skill tìm đồng phân đây này, chúng ta vừa làm đây này. Đồng phân siêu nhanh 3, 4, 5, 2, 4, 8. Sau đó chúng ta sẽ đi học về ST, định nghĩa đồng đẳng đồng phân, rồi mình sẽ đến danh pháp tính chất vật lý của ST, rồi mình đến tính chất hóa học của ST, rồi mình đến chia dạng bài tập. Đấy các bạn nhìn thấy không? Chia dạng bài tập và chúng ta sẽ có tổng kết chữa bài kiểm tra. Đặc biệt hơn trong này thầy sẽ tặng cho các em những cái video do thầy quay để giúp cho các bạn mất gốc vẫn có thể lấy lại được không? À, hình thức học nha, chúng ta có 7 buổi live stream tương tác trực tiếp với thầy. Và chúng ta sẽ làm bài tập kiểm tra thực chiến online, học live stream trong nhóm kín, chứ thầy mình không live free ngoài tường đâu. Bởi vì chỉ những thanh niên học ở bên trong nhóm kín thì ý thức học tập mới là tốt nhất. Đúng không ạ? Rồi, quà tặng đây. Một những món quà tặng cực kỳ đặc biệt mà các em sẽ nghĩ rằng là không bao giờ có. Chỉ dành tặng cho các fan cứng của thầy mình thôi. Những bạn nào đăng ký khoa học này sẽ được tặng một cuốn sổ tay tổng hợp lý thuyết toán lý hóa anh sinh 125.000, kính không? Bộ 10 đề lý thuyết cộng 10 đề bài tập kèm video giải chi tiết trị giá 150.000. Bộ tài liệu chuyên sâu về ST trị giá 70.000. Tổng tất cả cái khóa học này giá 555.000. Nhưng chỉ còn 9.000 để dành tặng cho những bạn like page, share bài viết và tag 3 người bạn muốn học cùng. Thấy chưa? Đấy. Bạn nào muốn đăng ký học thì click vào link trên caption nha để được hướng dẫn chi tiết. Ok không? Một hóa học cực kỳ kinh điển ạ. Trị giá 555.000 mà bây giờ chỉ còn 9.000 thôi, bao gồm 7 buổi live, một đống video lấy gốc, một cuốn sách trị giá 125.000 mà chỉ giá có 9.000. Thực ra thì giá 9.000 này nó như thế này. Đầu tiên là thầy định là để không đồng, nhưng mà các anh chị trợ giảng thầy bảo là nếu mà để không đồng ấy thì các bạn ấy không có ý thức học. Thôi như thế là để 9.000 để các bạn xót tiền cho bạn học. Chứ 9.000 thì giá học 9.000 ạ, 9.000 giảm từ 555.000 còn 9.000 đồng ạ. Những bạn nào thực sự muốn học, thực sự muốn chinh phục chương trình ST từ mất gốc lên 8-9 cộng thì hãy đăng ký khoa học này. Và đây là một khóa học cực kỳ chất dành cho các em. Và nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng dành cho tất cả các bạn và các em. Rồi, cảm ơn nhá, cảm ơn các em. Bạn nào muốn đăng ký khóa học này, inbox ngay cho fanpage của thầy. Ok không ạ? Để được hướng dẫn đăng ký. Và tuần sau, ngày 29 tháng 7, chúng ta sẽ bắt đầu chinh phục ST từ mất gốc. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại buổi học của chúng ta. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 6 ạ. Etin acetat. Nào, etin acetat, các bạn comment đáp án thì mình nhìn nào. Các bạn cũng comment đáp án thì mình nhìn nào. Etin acetat ạ. Nào, etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Nào nào nào, etin acetat thì có công thức hóa học là gì? Đây 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 đây, etin này, acetat này, CH3COOC2H5, đúng không các em? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? B bỏ nhá. Câu số 7 ạ. Benzin acetat là một ST có mùi thơm của hoa nhài. Số nguyên tử carbon, dòng người chơi số nguyên tử carbon mới căng. Đây mình viết ra CH3COOCH2C6H5. Bây giờ mình đếm carbon nó các em nhờ. 1, 2, 3, cộng 6 là 9. Quá dễ dàng. Quá dễ dàng cho chúng ta, đúng không ạ? Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Đề thi thử liên trường Nghệ An năm 2022 ạ. Khi đun nóng vinin acetat. Đấy, vinin acetat đấy ạ. CH3COOCH nối đôi CH2. Được chưa? Trong dung dịch H4 loãng, trong dung dịch H2SO4 loãng,
sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sản phẩm thu được là gì? Đấy ạ, CH3COOH. Và lưu ý này, cái anh này là trường hợp đặc biệt nhá, anh này trường hợp đặc biệt, nó sẽ chuyển thành CH3CHO. Các em ơi, các em học hóa, các em đừng học vẹt nhá. Đừng học hóa, học hóa đừng học vẹt, mà mình phải học cái bản chất. Mình nắm vững được bản chất thì mình không sợ bất kỳ một cái gì cả. Đấy, thì những cái bạn nào mà muốn, mà đang mất gốc mà muốn lấy lại gốc thì có thể tham gia khóa học chinh phục este trong 7 ngày của thầy mình. Thế tin chắc rằng đây là một khóa học mà các bạn sẽ không bao giờ gây cho các bạn một sự thất vọng, mà nó chỉ có là gây cho các em một sự hài lòng thôi. Và chắc chắn rằng thầy sẽ lấy lại gốc cho các em. Được không ạ? Nào, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu số 9 ạ. Úi dồi ôi, cái tên este này mới hay này. Tên este này mới hay. Este này có tên gọi là gì ạ? Este này tên gọi là gì ạ? Đây, anh này gì ạ? Gốc này là gốc gì ạ? Gốc này là gốc gì? Trong khoa học của thầy có hết nhá, thầy hướng dẫn hết lại cả gọi tên của este các thứ nhá. Nào, tên gọi là gì ạ? Các bạn comment đáp án ở đây nào. Úi dồi ôi, thanh niên thi được 8,25 điểm hóa Trung học phổ thông quốc gia kêu câu 9 khó á. Biết là kêu là 9 khó hay là bạn ấy kêu là lấy 9 điểm khó ấy. Có một lý do cực kỳ kinh điển khi mà tất cả các anh chị học sinh của thầy đều đạt được điểm rất cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy là bởi vì các anh chị nắm được bản chất và đi đúng tuân thủ theo chiến thuật của thầy. Nào, anh này tên gọi là gì ạ? Anlin gì ạ? Acrylat, đúng không? Đáp án đúng là đáp án A. Đây 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 đây, câu số 10. Câu số 10 là một câu cực kỳ thú vị nhá. Câu số 10 này nó còn khó hơn cái câu tìm đồng phân este đa chức ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 cơ. Bạn nào mà xem buổi live buổi trước thì bạn ấy sẽ biết, đúng không? Nào. Nào, câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Bao nhiêu bạn không biết cách làm câu số 10 chấm cái thầy dạy. Đây là một trong 3 skill mà sẽ được thầy Minh dạy cực kỳ chi tiết trong khóa chinh phục este trong vòng 7 ngày nha. Bạn nào muốn biết được sâu nhất, bản chất nhất các phương pháp này, 9.000 thôi các em. 9.000 để lấy được 555.000, mua mỗi, có mỗi quyển sách để đã lãi to. Nào, mình có này, ethylene glycol CH2OOC đấy, este, đi este sẽ có dạng này, sẽ có hai vị trí để cắm. Thầy đặt acid formic là số 1, acid acetic là số 2. Vậy đánh số này, 1 1 2 2 1 2. Ok chưa? Ok chưa các em? Đấy, rất nhanh. Bài này, các bạn thấy skill kinh điển không? Quá kinh khủng. Câu 11 ạ. Nếu mà những cái bạn mà thi Trung học phổ thông quốc gia năm vừa rồi á, mà được học thầy Minh từ sớm thì sẽ không bao giờ bị sai câu này, đúng không? Nào, câu số 11 ạ. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol ethylic, ancol ethylic là C2H5OH với acid formic là HCOOH với H4 đặc đun nóng H2SO4 đặc đun nóng thì mình sẽ thu được este là HCOOC2H5 cộng với H2O các em nhé, đúng không ạ? Vậy công thức phân tử của nó sẽ là C3H6O2. C3H6O2, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, C3H6O2. Câu 12. Thủy phân este trong môi trường axit. Thủy phân este trong môi trường axit thu được ancol Y và axit Z. Từ Y điều chế trực tiếp từ Z, X có thể ứng với công thức cấu tạo nào sau đây? Bây giờ chúng ta nhìn nhá. HCO CH2 CH3 này, thủy phân trong môi trường axit này, thì thu được HCOOH và C2H5OH. Thì từ CH5OH không thể điều chế trực tiếp được HCOH được, loại A. Tương tự như vậy loại B, bởi thằng này 3 carbon, thằng này 1 carbon, không có cách nào điều chế trực tiếp được. Ý C này, thủy phân trong môi trường axit này thu được CH3COOH và CH3CHO. Thì CH3CHO để lên men là sẽ quay ngược lại được trở thành CH3CH. Thực ra đây có một skill nhỏ nhỏ thầy dạy các em nhé. Là số nguyên tử carbon là bằng nhau ấy thì điều chế trực tiếp được ra nhau nhanh nhất. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án C ạ. Rất dễ thôi các em thấy không? Hóa rất dễ ạ. Câu 13 nào.
Câu 13 nào các em? Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem nào. Câu 13 đáp án gì ạ? Đấy, trong đây là một trong những cái phần este rất là quan trọng về phần lý thuyết nhá. Nó rất là quan trọng với tất cả các bạn và các em. Nếu mà mình nắm được este, được chưa? Nếu mình nắm được este thì mọi thứ nhá, mọi thứ của mình nó sẽ rất là dễ dàng, được chưa? Và đơn giản. À, đề bài nói là ăn con y thôi. Úi dồi ôi, tí toang. Đề bài nói là ăn con y, đây là ăn hít, bỏ ngay. Vậy là nó chỉ có thể là đáp án D thôi các em ạ. Đây là bởi vì ra được ăn côn này, H cộng này, CH3COOH. Đấy, thầy tí bị lừa đấy. CH3OH thì CH3OH điều chế lại được thành CH3COH bằng cách cộng với lại CO. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok nhá. Câu 13. Thủy phân STX trong dịch axit thì thu được CH3COH và CH5OH. Thủy phân ạ, STX. Thế thì câu chuyện nó đơn giản thôi. Vậy anh STX thì nó phải được tạo bởi từ CH3COH, đầu phải đầu CH3, bỏ bỏ. Đây rồi. Và đít nó phải đít là CH5. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Rất dễ. Các bạn cũng comment đáp án câu 14 nào. Đáp án câu 14 xem nào. Este dễ lắm nhờ. Nhưng mà đây mới chỉ là những câu dễ thôi. Bởi vì este nhá, ngoài những câu dễ nhá, chúng ta còn có những cái câu về mức độ vận dụng và vận dụng cao khó lẻ. Nhưng mà trong 7 ngày thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta chinh phục hết chỗ đấy. Este nào sau đấy tác dụng với KOH? Thu được metanol. Metanol là CH3OH các em nhỉ? Metanol là CH3OH. Vậy anh nào thu được metanol? Thằng này không phải este, thằng này acid. Thằng này thu được ethanol, bỏ luôn. Ethanol bỏ luôn và chỉ có anh này thôi này. Đây ạ, tác dụng với KOH thì mình thu được là HCOOK cộng với CH3OH. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. HCOOK và CH3OH. Câu 15 các em ạ. Câu 15 là một câu nâng level trong cái việc mà đi tìm đồng phân este của thầy mình. Và ở đây ạ, những các bạn nào mà nắm chắc được cái skill tìm đồng phân đa chức của thầy thì câu này rất đơn giản. Các bạn cũng comment đáp án cho thầy xem nào. Xem đó là đáp án gì. Các bạn để ý nhá, những bạn nào mà comment đáp án ngay lập tức ấy là những bạn đấy đã tham gia hoặc là học sinh offline hoặc là học sinh online của thầy mình. Chắc chắn luôn. Nào mình có ạ. Đây, ethylene glycol như vừa nãy thầy mình dạy là có mấy chỗ để cắm ạ? Ethylene glycol này đi te là có 2 chỗ để cắm. Và bởi vì nó có 2 chỗ để cắm. Đây, mình đặt acid formic là số 1, acid acetic là số 2, acid acrylic là số 3, đúng không? 1, 2, 3. 2 chỗ để cắm này. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 trùng nhá. 1, 3, 3, 1 trùng nhá. 2, 3, dễ không? Dễ như húp cháo nhá. Dễ như húp cháo. Chúng ta tổng cộng có mấy? Ta tổng cộng có 6 cháo nhá. Đáp án đúng là đáp án C, 6 cháo. Câu 16 nào. Chất nào sau đây không thuộc loại este? Câu 16 ạ. Chất nào sau đây ạ không thuộc loại este? Bạn chú ý nha. Không thuộc loại este. Ôi sự dễ ợt. Không thuộc loại este thì nó chỉ cần có nhóm chức là chức CO là este rồi. Ôi anh này có CO này, anh này CO, anh này CO, anh này CO. Hoang mang style. Không biết anh nào nhỉ? Không biết anh nào thuộc loại este luôn. Thực ra nhá, anh này là muối amoni này. Bởi vì este nó phải có dạng là RCOOR phẩy, và gốc R phẩy là gốc hydrocarbon cơ mà. Gốc hydrocarbon cơ mà các em ơi. Vì vậy nên không thuộc loại este chúng ta là đáp án A các em nhá. Đấy. Câu 17 nào. Xà phòng hóa hoàn toàn STX trong dịch NaOH vừa đủ đun nóng thu được hỗn hợp. Vậy tên gọi anh này là gì? Viết ra thôi. Viết ra thôi dễ lắm. Là gì các em nhỉ? Các bạn comment đáp án thì mình nhìn được không ạ? CH3COO CH2C6H5 này. Nhiều bạn không gọi tên được anh này đâu. Cái việc gọi tên của este như thế đã nói, gọi tên este rất quan trọng. Và gọi tên este cần một kiến thức nền tảng rất là vững nhá. Chính vậy nên trong khóa chinh phục este 7 ngày thầy mình sẽ trực tiếp hướng dẫn kèm để các bạn làm được điều đó. Ok ạ.
Nào, tên gọi của STX là gì ạ? Nhóm thế này, nhóm thế benzin nhá. Benzin acetat. Đấy, chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án dê, bởi vì các bạn đã gọi được tên ETE. Rất tốt. Câu 18 nào. STX được tạo bởi từ ancol methylic CH3OH và acid met acrylic. Acid met acrylic đây này. Thầy gợi ý nhiều bạn không nhớ được anh này đâu. Vậy STX nó sẽ là ghép nó lại, C nối đôi C gạch C gạch COO CH3. Bây giờ mình xem là nó có mấy carbon á. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon, 4 bỏ, 5 được. 4 bỏ, 5 được. Điền hydro này, H2, H3. Đúng chưa? Vậy nó là C5H8O2 cơ. C5H8O2 cơ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Có những bạn nào nhìn tinh ý, bạn ấy nhìn thấy trong này có một nối đôi CC này. Nếu nó hụt đi 2 hydro, nó không thể là no được. Vậy nó không thể là C5H10O2 được. Thế đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là C5H8O2 mà thôi. Đấy nha, các bạn nhớ kỹ nha. Câu 19 à. Chất nào sau đây thủy phân trong dung dịch náo bát loãng đun nóng sinh đàn cồn? Chất nào sau đây ạ? Thủy phân trong dịch náo bát loãng nóng đun nóng sinh đàn cồn. Thế thì mình có này. Phenylacetat, nếu bạn mà nếu các bạn giỏi á, nếu mà các bạn là học sinh của thầy Minh ý, các bạn đọc luôn nhé. Phenylacetat là ete của phenol, bỏ. Vinylacetat là thủy phân ra được thành anhít, bỏ. Gliala không ancol, bỏ. Vậy đáp án đúng đáp án B. Còn bạn nào không biết thì nó thầy mình viết. Phenylacetat CH3COO C6H5 tác dụng với NaOH để tạo thành CH3COONa cộng với C6H5ONa cộng H2O, các em thấy không? Chậm không? Đấy lý do đấy. Nếu mình học chuẩn, nếu mình học từ nền tảng, nếu mình học từ bản chất, nếu mình luyện tập liên tục thì mình làm những câu này rất nhanh. Còn nếu mình không có nó thì mình phải làm rất chậm viết phương trình thôi. Vinylacetat CH3COOCH nối đôi CH2 cộng với NaOH thì nó tạo thành CH3COONa cộng với lại CH3CHO. Không quan cồn. Phải không? Tripanmitin C15H31COO tất cả 3 lần C3H5 mà tác dụng với NaOH thì tạo thành 3 lần C15H31COONa cộng với lại C3H5OH 3 lần. Các bạn nhìn thấy chưa? Ancol đây này, glycerol đây này. Nên đáp án đúng của chúng ta đáp án B, các bạn thấy không? Việc mình tư duy được nó bắt nguồn từ việc mình nắm được bản chất. Và khi mình nắm được bản chất, mình tư duy được thì mình làm câu này rất nhanh, một phát chọn là B luôn. Còn nếu không, các bạn khác phải viết phương trình rất là dài. Đúng không ạ? Rồi, 20 ạ. 20 lại sử dụng skill đặc biệt của thầy Minh đây. Nào các bạn, các bạn đã được nghe thầy Minh hướng dẫn về skill đặc biệt của thầy Minh rồi. Các bạn comment cho thầy đáp án xem câu 20 đáp án gì. 20 ạ. 20 với skill đặc biệt của thầy Minh, búng ngón tay là xong. Đấy. Và trong khóa chinh phục ST trong 7 ngày của thầy Minh, thầy Minh sẽ dạy cho ông ta 3 skill đặc biệt đấy, từ gốc, từ gốc tới ngọn luôn. Vậy thì không có lý do gì mình không chia sẻ lại video này, đúng không các em? Ngày hôm nay chúng ta có duyên với nhau rồi. Nào, đun glycerol. Vậy mình có đấy, glycerol này là khung đây. CH2 này, OOC một vạch. CH OOC một vạch. CH2 OOC một vạch. Vậy mình sẽ có 3 chỗ để cắm. Đúng không? Acid formic là đánh số 1, acrylic là 2. Vậy mình sẽ có 1 1 1 2 2 2. Đúng không? 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Tổng cộng có mấy các em? 6. Dễ không? Xịn đâu. Đáp án đúng chúng ta đáp án C nhá. Nào câu 21 ạ. ST nào sau đây có mùi dấu chuối? Trong tất cả các khóa học offline và online của thầy, luôn luôn thầy nhắc tất cả các bạn là phải học nắm chắc kiến thức tính chất vật lý. Tất cả những kiến thức vật lý nào mà thầy Minh cho ghi thì đó là những cái thi, và bắt buộc mình phải thuộc. Và cách tốt nhất mình thuộc đấy là mình làm nhiều để mình thuộc. Dầu chuối là isoamin acetat, dành cho những bạn không biết. Câu 22.
một câu level hơi nâng cao một chút xíu. Câu 22, một câu level hơi nâng cao một chút xíu. Ở điều kiện tích hợp thì cái anh ST này tham gia phản ứng nào sau đây? Các bạn lưu ý nha, ST có chứa nhóm chức C nối đôi C, nên chắc chắn nó sẽ thực hiện phản ứng cộng hero và cộng brom. Tác dụng hero là có, tác dụng brom là có. Có nối đôi CC nó giống y xì nhan ken, nên chắc chắn nó có phản ứng trùng hợp là có. Và là ST nên chắc chắn tác dụng của dịch nào hết. ST mà, đúng không? Thủy phân trong môi trường kiềm là chuyện dĩ nhiên của nó rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là 1, 2, 3 và 4 các em nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, 4. Câu 23, benzin acetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzin acetat là gì ạ? Nào các bạn cùng comment đáp án cho thầy Minh xem nào. Công thức của benzin acetat là gì ạ? Nào, công thức của benzin acetat là gì ạ? Benzin acetat CH3COO CH2C6H5. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhé. CH3COO CH2C6H5. Câu 24, cặp chất nào sau đây thủy phân trong dung dịch NaOH đều thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc? Úi dồi ôi, hỏi tráng bạc này các em này. Thế thì điều kiện tiên quyết để thực hiện phản ứng tráng bạc là nó phải có nhóm CHO hoặc nó phải có nhóm CHO hoặc là có đầu HCOOR phải. Tư duy làm nên khác biệt, mình phải nhìn nhanh. Anh này đề bài yêu cầu đều thu được sản phẩm, có nghĩa là đầu nó phải đầu HCO đã. Anh này không có đầu HCO, bỏ hết rồi các em ạ. Đừng để bị lừa các em nha. Cặp chất nào thủy phân trong dịch NaOH đều thu được sản phẩm là tráng bạc, có nghĩa là hai cái chất đấy, thủy phân thì đều thu được sản phẩm tráng bạc. Nên mình chỉ nhìn tên, chứ không là toang đấy, toang một cục luôn. Anh này thủy phân ra CH3COOH và CH5OH không tráng bạc, cả hai thằng đều không. Anh này thủy phân ra CH3COOH và CH3OH, thằng này không tráng bạc nên bỏ. Anh này tráng bạc đầu HCO nhưng anh này no nên không tráng bạc là bỏ nốt. Vậy chỉ có D này. Anh D thủy phân ra đầu này là HCOONA tráng bạc nhá. Anh này thủy phân ra từ thằng CH3CHO tráng bạc nhá. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Hay không? Quá hay luôn đúng không các em? Quá đặc biệt. Câu 25, hỡi các anh tài, đây là một câu cực kỳ đặc biệt, và đây là một câu để xác định được bạn có phải là anh tài hay không. Kính mời các bạn comment đáp án. Câu 25, đây là một câu thi thố giữa các thanh niên đỉnh cao. Kính mời các em comment. Không nhiều bạn làm đúng câu này của thầy Minh đâu ạ. Và các bạn nhìn thấy rằng là thầy Minh luôn luôn có những skill để hóa giải những câu kinh dị như vậy. Và những cái skill đấy chúng ta phải học từ bản chất, chứ không phải chỉ coi một vài buổi học live free, hay là chỉ coi một vài buổi học ở trên fanpage cũng như kênh YouTube mà các em có thể nắm được chọn những cái skill đấy. Bởi vì những skill này nó phải là những skill được xây dựng từ nền tảng, được xây dựng từ cơ bản. Không phải mình chỉ coi dạo thôi là mình đã nắm được nó rồi. Và cái khóa 7 ngày chinh phục ST sinh ra để là thầy Minh muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em nắm được trọn bộ toàn bộ phần ST mà thầy Minh muốn gửi gắm đến cho các em. Các bạn cùng quan sát nha, kỹ tăng giải nha, kỹ tăng giải cực kỳ kinh khủng nha. Glycerol khung 3 cháu đúng không? Đặt gốc formic là 1, valeric là 2, acrylic là 3. Bạn nhìn kỹ này. 3 gốc giống nhau 111. Thì thầy Minh sẽ có 222 333 đúng không?
Vậy là ba cháu. Hai gốc giống nhau thì mình có 1 1 2. 1 2 1. 2 1 1 bị trùng. Bởi vì 1 1 2 quay 180 độ là thành 2 1 1. Được không ạ? 1 1 3. 1 3 1. Đúng không ạ? 2 thằng 1 thì có 4. Vậy mình logic cho thầy Minh đi. 2 thằng 1 có 4. Vậy 2 thằng 2 thì cũng có 4. 2 thằng 3 cũng có 4. Vậy mình sẽ có 4 nhân 3. Đúng không? Mình phải thông minh chứ. Tư duy làm nên khác biệt. Mình học hóa từ bản chất. Mình sử dụng những cái skill cực độc để mình chinh phục những cái câu khó nhằn đấy. Chúng ta có một câu bot cơ. Ba anh khác nhau, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3. Chúng ta có tổng cộng 3 cộng 12 cộng 3 bằng 18. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án 18 các em ạ. Vậy bây giờ cho thầy hỏi, hỡi những anh tài comment là em viết hết ra, thì liệu các em viết hết ra được hết 18 đồng phân Rieter không? Đúng không ạ? Đấy là lý do mà tại sao các em cần phải theo dõi thầy mình. Rất nhiều sự kỳ dị do thầy nghĩ ra để giúp đỡ cho tất cả bạn em. Thấy môn hóa dễ ợt. Câu 26. À, 26 ạ. Thì phân tích TX thu được sản phẩm gồm, vậy nó sẽ là CH5 COO CH3. Hay công thức phân tử là C4H8O2. Đáp án đúng là đáp án này, C4H8O2. 27 ạ. Thì phân Nt nào sau đây trong dịch thu được natri format? Natri format là gì ạ? HCOONa. Vậy đầu của nó phải là đầu HCO các em nhá. CH3 bỏ. Đáp án đúng đáp án C. Ngon lành luôn. Câu 28 ạ. Các bạn cũng comment đáp án câu 28 này xem nào. 28 đáp án gì ạ? 28 các em. Etin format dễ quá. HCOO gì ạ? C2H5. Đáp án đúng đáp án gì? 29 nào, chuẩn bị đến bot rồi. Chuẩn bị đến bot. Bot này này, bot câu 30 này. Hay kinh dị luôn. Nhận xét nào sau đây không đúng? Không đúng nha. Vinin acetat đúng. Thủy phân ethanol đơn chức mạch hở trong môi trường kiềm. Thu được muối và ancol chưa chắc. Ethanol đơn chức mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và cũng được trùng ngưng metin. Trùng ngưng là sai là C, trùng hợp chứ. Các ethe thường ít tan trong nước và nhãn nước đúng. 30 các em ơi. 30 là câu chốt của bài học ngày hôm nay. Và 30 được trích từ một câu trong phần bài tập về nhà mà thầy dạy cho các bạn lớp Live VIP X của thầy mình. 30 là một câu được trích trong bài tập về nhà trong lớp Live VIP X của thầy mình. Và 30 này là tổng hòa của tất cả các skill gì. Các bạn hãy làm thử câu 30 để tự test được trình độ của mình. Và câu 30 này, những cái skill giải câu 30 này, để cho các em biết được rằng là khoa học của thầy mình chất đến như thế nào. Và cái lớp chinh phục Este trong 7 ngày, thầy mình chỉ mở cổng đăng ký trong 7 ngày thôi. Hết 7 ngày không đăng ký nữa. Thầy mình chỉ dạy những bạn nào có ý thức thực sự học tập và thực sự muốn tiến lên trong việc học của mình và thực sự muốn chiến thắng trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay. Được không ạ? Những ai muốn về team thầy mình, muốn học cùng thầy mình trong 7 ngày, muốn ăn trọn toàn bộ ST, thì khóa học này là của các em. Chỉ 9.000 mà nhận được một khóa học trị giá 555.000. Rất kinh điển. Tri ST của glycerol. Thôi mình cứ vẽ ra nhỉ. CH2OOC. Chưa ai dám comment đáp án luôn. R1 CHOOC R2 CH2OOC R3. Bạn cùng non thầy hướng dẫn nhé.
nhiều bạn không biết giải. Vào đây thì có này, tổng này, tổng bằng 9 này. Vậy đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên thầy sẽ có là R1 cộng R2 cộng R3 bằng bao nhiêu ạ? 9 trừ đi 6 thì còn 3. Úi dồi, mấy đứa comment đáp án nhanh thế, chắc thanh niên lớp live VIP đúng không? Comment thế là làm các bạn khác sợ đấy. Nào, tổng bằng 3. Vậy thì mình sẽ có này, hoặc là 0 cộng 0 cộng 3 đúng không? Hoặc là 0 cộng 3 cộng 0 đúng không? Hoặc là 1 cộng 1 cộng 1 đúng không? Hoặc là 1 cộng 2 cộng 0 thì mình sẽ có là 1 0 2 2 1 0 đúng không? Và đây chúng ta nhìn thấy có 6. Nhưng đáp án không phải là 6ST. Bởi vì đây là một bài tập mà chúng ta phải áp dụng hai skill. Một skill là tìm được phân ST đa chức, đây, sắp xếp xếp số. Và một skill nữa, đó là skill 3, 4, 5, 2, 4, 8. Bởi vì, các bạn nhớ này, 0, 1, 2 chỉ có một cách chọn. Nhưng 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3, 4, 5, 2, 4, 8 thì 3 của chúng ta lại có tận 2 cách chọn cơ. Nên nhân lại này, thì 0 cộng 0 cộng 3 này thì có 2 đồng phân. Tương tự 0 cộng 3 cộng 0 cũng có 2 đồng phân. Còn tất cả những anh này chỉ có 1 thôi. Bởi vì 1 x 1 x 1, 1 x 1 x 1 thì cũng có 1 thôi. 1 x 1 x 1 cũng có 1. 1 x 1 x 1 cũng có 1. Vậy tổng cộng mình sẽ có 4 này cộng 4 này bằng 8. Đấy, đây là câu boss trong buổi học hôm nay. Với câu mà muốn giải được nó, muốn giải nhanh được nó, phải sử dụng hai skill đặc biệt của thầy mình. Và với cái buổi học ngày hôm nay, thầy mình đã cho các em biết được sự quan trọng của ST là như thế nào. Và thầy rất mong muốn rằng với sự cố gắng, nỗ lực của thầy mình có thể giúp được cho rất nhiều bạn có thể chinh phục được chương ST và từ đó làm nền tảng vững chắc, làm nền tảng vững chắc để cho các em học giỏi toàn bộ phần hóa học lớp 12 năm nay, để từ đó đạt được điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và hẹn gặp lại các em trong khóa học chinh phục ST trong 7 ngày của thầy mình Mialin. Rất mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng tham gia khóa học cùng thầy, bởi vì khóa học này là thầy Minh dành tặng cho các em. Từ 555.000 chỉ còn 9.000. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong khóa học. Những bạn nào muốn tư vấn về khóa học chinh phục ST trong 7 ngày, vui lòng inbox cho fanpage của thầy Minh nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em vào các buổi live sau.